Đấu La Lại Lục phần 2 tập 225, Vua Ẩn Biến Dị Hắc Phượng Hoàng phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Kiện hồn đạo khí cấp 6 này của Mã Nhân Long đặc biệt chính là miễn khi chạm vào sẽ là hệt như là sưởi bọ dính vào mạng nhân, không sao thoát ra được. Hơn nữa thì tất cả năng lực lô điện bên trong nó còn nháy mắt bao phủ lấy người bị bắt dính. Chuyện này cũng là không tương đương với việc Mã Tiểu Đào phải chịu đựng một kích toàn lực của nó. Tuy có thể nó vẫn là chưa đủ làm cho cô bị thương, nhưng dư sức tranh thủ thời gian mà mang đến cơ hội cho bọn họ. Có điều thì bọn họ cũng ngờ rằng cả người của Mã Tiểu Đào đang bay vọt về phía trước bỗng ngừng lại, sau đó thì bỗng nhiên hồn hoàn thứ 6 trên người cô lóe sáng. Con mẹ nó, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, Mã Như Long thầm mắng, sắc mặt có chút là khó coi. Hồn kỹ thứ 6 của Mã Tiểu Đào dễ dàng cản trở như vậy hay sao? Cộng thêm tầng ánh sáng ẩn chứa lô điện lúc nãy vô tình đã trở thành tầng bảo hộ nữa. Khẩu pháo màu vàng từng mang đến sắc số cho chiến đội xử lý khác lại một lần nữa xuất hiện. Hai mắt của Mã Như Long híp lại, khẩu pháo tức thì sáng lên, chuẩn bị bắn thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Vì Mã Tiểu Đào đang di chuyển ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, nên nếu di chuyển sẽ là chịu ảnh hưởng rất lớn. Bên phía Mã Như Long, Tiên Hạ Phong giúp hắn lo mặt phòng ngự, mạnh mẽ chuẩn bị đỡ lấy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Nhưng lúc này nếu Mã Tiểu Đào trúng đòn công kích của anh, nhất định là cũng chịu tổn thất không nhỏ. Xét về phương diện nhanh nhạy, tùy cơ ứng biến, phản ứng của Mã Như Long không những là nhanh còn là sử dụng ra những phương pháp cực kỳ là hữu hiệu. Nhưng mà Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ lại không xuất hiện ra như mọi người vẫn tưởng. Khi khẩu đại pháo màu vàng xuất hiện trên người của Mã Như Long, Mã Tiểu Đào bỗng nhiên là lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, cô vung tay đánh vào không khí, một quả cầu lửa mạnh mẽ đánh thẳng vào tầng ánh sáng chứa lô điện trước mặt. Lô điện nháy mắt co rút, ôm trọn lấy quả cầu lửa và lổ mạnh. Trong tích tắc này, bóng hình của Mã Tiểu Đào bỗng nhiên trở lên mờ ảo. Nếu nhìn kỹ sẽ là phát hiện ra, đôi cánh lửa sau lưng của cô vỗ mạnh với tốc độ kinh người. Cô liên tục thay đổi vị trí khắp bầu trời, thậm chí là còn để lại một dãy ảo ảnh nối tiếp nhau. Mã Như Long kinh ngạc phát hiện ra mình không có cách nào bắt kịp hành động và nhắm được vị trí của cô. Đây là loại năng lực gì? Rất là rõ ràng, đây không phải là hồn kỹ, vì hồn hoàn trên người cô không có cái là nhấp nháy cả, và chỉ có thể là tuyệt học của hồn sư. Song phương tuy chưa thực sự là va chạm nhưng cũng đã bắt đầu ngầm đấu đá với nhau. Lúc này, sự chênh lệch số lượng người giữa hai đội đã là phát huy ra tác dụng. Hồn đạo pháo đài của Tiêu Hạ Phong đã lắp ráp xong, tương luồng sáng rực rỡ cuốn sóng xuất hiện, quả cầu ánh sáng, tia ánh sáng, còn có một quả cầu kim loại bay lên không trung theo quỹ đạo và là bùn nữa. Hỏa lực mạnh mẽ của hồn đạo pháo đài nháy mắt bùng nổ. Mã Như Long chỉ là chờ có thế, hai tay hắn hợp lại bên người. Một vòng tròn rực rỡ ánh kim xuất hiện ra, sau đó thì hồn hoàn trên người hắn lần lượt phát sáng, khí thế nháy mắt tăng lên rất là nhiều. Khẩu đại pháo màu vàng cũng là đã biến mất, thay vào đó thì là một thanh kiếm thật lớn màu đỏ chói, hồn đạo khí cận thể. Mã Như Long từ lúc nào chuyển từ công kích cự ly xa sang cự ly gần thế này? Hôm nay là lần đầu tiên thanh kiếm này được xuất hiện ra trên sàn đấu. Mã Như Long nhẫn nhịn bấy lâu nay rốt cuộc là cũng đã lật ra con bài tẩy của mình rồi. Không thể không nói, một khi hồn đạo sư toàn lực bùng nổ, lực công kích mạnh mẽ vô cùng. Mã Tiểu Đào tuy rằng đã làm cố gắng hết sức tránh né, nhưng vì Tiêu Hạ Phong không tiếc hồn lực sử dụng là hết một mọi hồn đạo khí, có khả năng công kích tấn công cô, làm cho cô lúc nào cũng là có chút luống cuống tay chân. Cũng là chiến pháp hồn đạo pháo đài, nhưng cái so người của chiến đội Nhật Nguyệt sử dụng ra mạnh hơn những hồn đạo sư khác của các học viện bình thường rất là nhiều. Công kích của Tiêu Hạ Phong lại còn chuyên về tính bao phủ, vừa nổ vừa bắn, lần lượt thay đổi các dạng công kích khác nhau. Cả sàn đấu giống như là đang có chương trình bắn pháo hoa vậy, rực rỡ vô cùng lại là còn không để thể một chút khe hở nào. Mã Tiểu Đào liên tục thay đổi vị trí, cái nào tránh được thì là sẽ cố gắng tránh, dĩ nhiên là không thể lúc nào cũng là thành công rồi. Xét về thực lực, đúng là Mã Tiểu Đào hơn hẳn đối thượng hành, nhưng về sức mạnh cơ thể, có tuyệt đối là không thể nào bị được với đối thượng hành. Rơi vào đường cùng, cô chỉ là có thể dùng hai cánh phượng hoàng sau lưng tạo thành lá chắn, vận dụng hồn lực di chuyển toàn diện ngăn cản tên Tiêu Hạ Phong đang điên cuồng công kích kia. Mã Tiểu Đào tuy không phải là hồn đạo sư, nhưng về phương diện và các thức chiến đấu của bọn họ cô vẫn là biết đôi chút. Với thực lực của hồn đạo sư cấp 5 của Tiêu Hạ Phong mà có thể áp chế được hồn đế như cô thì lượng hồn lực cần tiêu hao phải là rất lớn. Chỉ cần hắn liên tục công kích thì là không bao lâu nữa, sự trợ giúp của hắn dành cho Mã Như Long sẽ là giảm đi rất là nhiều. Căng thẳng ở thời điểm quan trọng, Mã Tiểu Đào lại là càng bình tĩnh. Cô một bên ngăn cản công kích của Tiên Hạ Phong, một bên thì là chú ý mọi động tích của Mã Như Long. Rõ ràng thì Tiêu Hạ Phong chỉ là muốn cầm chân cô, còn người có uy hiếp thật sự đến cô chỉ là có anh chàng đội trưởng Mã Như Long kia mà thôi. Hai tay của Mã Như Long nắm chặt lấy đuôi kiếm, từ từ lưng thanh kiếm lên cao. Thân kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, có thể thấy rằng
Từ mũi kiếm kéo xả đến chua kiếm có đến là 9 cái pháp trận, ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng tỏa ra rực rỡ, từng tia sáng không ngừng bắn lên trên không trung. Khi Mã Như Long đẩy thành kiếm lên, có vẻ mất rất nhiều sức, hai đồng tử quán dần dần biến thành màu vàng sẫm. Tỉnh lại đi, Thẩm Phán chỉ kiếm. Mã Như Long hét lớn một tiếng, hồn lực trong cơ thể rót vào thanh kiếm với tốc độ kinh người. Vì hắn rót hồn lực vào quá nhiều, nên thậm chí là còn có thể thấy từng vòng ánh sáng màu trắng từ dưới chân hắn dâng lên, lướt qua cơ thể. Cuối cùng thì dừng lại ở hai tay rồi mới chui vào thanh kiếm, mà thanh kiếm nhấp nháy ánh sáng màu vàng kim cũng là bắt đầu xuất hiện ra biến hóa. Từ chuôi kiếm, ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng cỏ rút lại, dần dần phân thành hai màu. Một bên biến hóa thành màu trắng, bên còn lại biến thành màu đen. Hai màu sắc đối lập lẫn nhau, ảnh ẩn ẩn còn phát ra ánh kim rực rỡ không có chút quỷ dị kỳ quái. Bỉ vì hắc ám, địch tội đi loạn. Kia là hắc ám, kiếp tội gì loạn. Hai tay của Mã Như Long nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng về phía Mã Tiểu Đào, đồng thời còn đặc biệt quay mũi kiếm màu đen về phía của cô. Nhất thời thì một tia sáng màu đen từ trên không trung lóe lên rồi vụt tắt. Ngọn lửa màu đỏ rực bao phủ cơ thể của cô tức thì cháy mạnh, nhưng mà khi ánh sáng màu đen đó xuất hiện ra, không hiểu tại sao lực phòng ngự của ngọn lửa Phượng Hoàng lại là không có tác dụng gì. Tia sáng màu đen cứ thế chui vào cơ thể của cô. Mã Tiểu Đào bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình có gì đó khác người. Ngọn lửa Phượng Hoàng đỏ rực nháy mắt biến thành màu đen, cảm giác hắc ám u ám truyền khắp toàn thân. Ngay cả tà hỏa đã là bị áp chế của cô cũng lương theo đó mà chui ra, hợp lại một chỗ với ngọn lửa màu đen ấy. Cô càng lúc càng cảm thấy mình không thể khống chế nó nữa. Đây là hồn đạo khí gì thế này? Mã Tiểu Đào thật sự giật mình. Lần đầu tiên cô gặp phải tình huống quỷ dị như thế này. Công kích từ hồn đạo khí của đối phương căn bản là không thể phòng ngự sao? Cũng cùng lúc đó, phần màu trắng trên thanh kiếm của Mã Như Long bỗng nhiên là lóe sáng. Một quầng sáng màu vàng mang theo hơi thở quang minh nháy mắt bành trướng bao phủ khắp sàn đấu. Mã Tiểu Đào kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngọn lửa màu đen trên người cô bắt đầu bốc lên từng đoàn sương mù. Đồng thời hơi thở quang minh kia khi mà vừa phủ xuống người của cô liền cảm thấy ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể mình bắt đầu di chuyển tán loạn, giống như là muốn chạy thoát khỏi cơ thể của cô vậy. Mã Như Long mỉm cười đắc ý, bố cung hoàn mỹ của hắn giúp cô là cũng thành công rồi. Lúc trước khi mà hắn chiến đấu với Khương Bằng đã từng nói là một hồn sư chỉ khi nào sử dụng ra hồn đạo khí do tự thân bản thân mình làm ra mới phát huy được tác dụng cao nhất. Những lời này các bạn không phải là nói cho Khương Bằng nghe, mà dành cho những thành viên của học viện xử lý khác đang ngồi dưới khán đài kia. Thực tế thì thanh Thẩm Phán chi kiếm này hắn đang sử dụng, căn bản thân hắn có khả năng chế tạo ra không? Chính nhân là không rồi, đây là một kiện hồn đạo khí cận thế cấp 8, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất nữa. Một lửa, phần kiếm của nó đây là có kết hợp thêm hơi thở quang minh hoặc là hắc ám. Đầu tiên thì bắn hơi thở hắc ám vào người của đối thủ, sau đó sử dụng ra hơi thở quang minh xét xử đối phương. Nếu đối thủ có cấp bậc thấp, nó còn có thể nháy mắt làm cho hồn lực của đối phương hoàn toàn tan rã, thậm chí là nếu không may còn là bị hủy diệt hoàn toàn. Mã Như Long bất quá chỉ là hồn đạo sư cấp 6, lần này hắn muốn sử dụng ra hồn đạo khí cấp 8 cũng là phải trả cái giá không nhỏ. Mã Tiểu Đào lúc này không thể quan sát xung quanh nên không thấy trước ngực hắn có một cái trận pháp đỏ như máu đang bừng sáng, mạnh mẽ thiểu đốt. Đây là một kiện hồn đạo khí cấp 7 khác, tên là Tế Điểm Trường, lấy sinh mệnh lực và tiềm năng của bản thân làm tế phẩm, nháy mắt có thể giúp cơ thể hắn bùng phát mạnh mẽ, vì thế hắn mới là có thể sử dụng ra Thẩm Phán chi kiếm. Có điều, chính nhân hắn là không thể sử dụng nó trong một thời gian dài, nhưng mà không sao, bấy nhiêu đã đủ để hắn giải quyết Mã Tiểu Đào rồi. Mã Như Long làm sao không biết dù trận pháp này mình thất bại, trận kế tiếp huynh muội Tiếu Hồng Trần chiến thắng thì là bọn họ cũng là chiến thắng, nhưng mà cũng giống như là đối thượng hành, hắn không muốn quyết định thắng bại lại rơi vào tay của người khác, vì hắn còn là đội trưởng của chiến đội Nhật Nguyệt nữa, cho nên hắn không thiết trả phải trả giá. Dù sao trong vòng một năm tới tu vi không thể tăng thêm cũng là quyết tâm sử dụng ra thanh kiếm này. Chuôi kiếm này chỉ là khi nào gặp hồn sư có vốn thuộc tính quang minh hoặc là hắc ám mới là không có tác dụng, nhưng Mã Tiểu Đào lại là hồn sư thuộc tính hỏa. Nghe Mã Tiểu Đào kêu lên thảm thiết, Mã Như Long liền là cảm thấy cái giá của mình phải trả thật là xứng đáng. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện ra một cảm giác khó tả. Đồng đội của hắn, hắn đã có thể báo thù cho họ rồi. Lòng tin chiến thắng quán nháy mắt đã dâng lên tới cực điểm. Mã Như Long đột nhiên bước về trước một bước, Thẩm Phán chi kiếm trong tay chém thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Trong tích tắc hắn suy nghĩ là những điều trên, Mã Tiểu Đào ở bên kia cũng là đồng thời phát sinh ra dị biến. Ngọn lửa phượng hoàng của cô đã là hoàn toàn biến thành màu đen, tà hỏa trong cơ thể cô theo sự dẫn dắt của hoắc ám lực đã là bắt đầu lan tràn ra ngoài. Ngọn lửa phượng hoàng lúc này với màu sắc đen tối điên cuồng dâng lên tàn sát trong cơ thể của cô. Mã Tiểu Đào đã không thể khống chế bản thân nữa. Bên ngoài hơi thở quang minh điên cuồng áp bức làm cho ngọn lửa hắc ám của cô tán loạn khắp nơi.
Còn bên trong, tà hỏa kết hợp với hắc ám tàn sát điên cuồng, cô cảm giác như là bản thân mình như là muốn hỏng đến lời rồi. Hơi thở tà ác trên người của cô gần như là một bộ phận của hắc ám, liên tác dụng của thẩm phán chi kiếm với cô còn cao hơn những người thường gấp mấy lần. Hai mắt màu đỏ rực của cô cũng là nháy mắt hóa thành màu đen như mực. Như vậy là kết thúc sao? Mình thua sao? Học viện Sử Lai Khắc thua sao? Vinh dự của Sử Lai Khắc. Lòng cô không ngừng dãy rủa, cô không cam lòng. Một loạt sự kiện trước đây ào ào xuất hiện ra trong đầu của cô. Giang Lam Lam ngã xuống, Tư Tam Thạch ngã xuống, Bối Bối ngã xuống, Lăng Lạc Thần cũng là như vậy. Ngay cả đối thương hành vì chiến thắng độc hồn xưa cũng của đối phương mà là không ngại liều mạng. Tất cả mọi người đều là chiến thắng vì vinh dự của Sử Lai Khắc mà không tiếc sinh mệnh. Cô là đội trưởng, chẳng lẽ lại làm cứ thế này mà bỏ cuộc hay sao? Còn mẹ nó, bà đây không phục, bà không tin trên đời này có cái lực lượng chó má mà gì mà có thể xét xử được cô. Sự uất ức kết hợp với ý chí mạnh mẽ, dục vọng khát khao chiến thắng đồng loạt bộc phát ra. Thân là đệ tử đích truyền của viện trưởng hệ vũ hồn, bất kể là thực lực, thiên phú của Mã Tiểu Đào đều là có thể nói là nổi bật trong nổi bật của các đệ tử nội viện. Cô không chỉ là mạnh hơn các bạn đồng lứa mà còn là hy vọng tương lai của học viện Sử Lai Khắc. Vốn với thiên phú của cô thậm chí là có thể tiến xa hơn, trở thành người đầu tiên dưới 20 tuổi ở học viện Sử Lai Khắc có thể trở thành cường giả bậc hồn thánh. Đáng tiếc thì vì cô cần thời gian áp chế tà hỏa nên là mới kéo dài thời gian tu luyện của cô, kết quả mới làm thành ra thế này. Giờ phút này dưới tình huống hoàn toàn là bùng lộ, cộng với ý chí kiên quyết và chấp niệm không thể buông bỏ, vũ hồn của cô bắt đầu xảy ra biến dị. Phượng Hoàng là chủ thể của loài chim, cho dù là ở trong long tộc cũng là có thể sánh ngang với cự long mạnh mẽ nhất. Mà bên trong Phượng Hoàng, huyết mạch tinh thuần nhất dĩ nhiên là Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng mà Hỏa Phượng Hoàng lại là không phải là duy nhất. Trong cơ thể của Mã Tiểu Đào, đa số huyết mạch Phượng Hoàng đều là huyết mạch tinh thuần. Nhưng mà vì bị ảnh hưởng của tà hỏa mà cô vĩnh viễn không thể trở thành một Phượng Hoàng thật sự. Nhưng mà trong tích tắc này, huyết mạch trong cơ thể cô bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, lấp đầy nó là sự tuyệt vọng và hung ác, mang theo ý niệm phá hoại và hủy diệt vô cùng là vô tận, Phượng Hoàng Hắc Ám. Lần đầu tiên trong bộ tộc Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện ra một hình thái phù hồn mới, Hắc Phượng Hoàng. Một tiếng phượng ngâm thật thanh thoát vang lên từ miệng của Mã Tiểu Đào, đồng thời thì nhát chém của thẩm phán chi kiếm của nàng đã bắt đầu bay về phía cô. Có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa màu đen kia gặp phải nhát chém kia lập tức là tán loạn với tốc độ kinh người. Một kiếm này hạ xuống cũng là lúc trận đấu này chấm dứt. Dĩ nhiên là trong lúc đó, Thiên Sát Đấu La hẳn là phải bay đến trước hắn, đấu trước người của Mã Tiểu Đào. Nhưng mà trong thời khắc quan trọng này, ngọn lửa màu đen đã không ngừng hóa thành sương mù quanh cơ thể của Mã Tiểu Đào, bỗng nhiên ngưng tụ trở lại. Sau lưng của cô xuất hiện thêm một ảo ảnh thật lớn, đó là một con phượng hoàng màu đen sẫm. So với tà hỏa phượng hoàng ngày trước của cô thì là nhỏ hơn một chút, nhưng mà màu đen như là mực kia từ cơ thể của nó trông như là một vực sâu không đáy, hơi thở không khủng bố, không ngừng tản ra xung quanh, nhất là đôi mắt màu đen kia. Vừa nhìn vào đôi mắt ấy, con người liền là bị một cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Không tốt rồi, Tiểu Đào biến dị. Thao Thiết Đấu La Huyền La bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ, vì ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như lão mà cũng là không có thể nhìn ra lần biến dị này của Mã Tiểu Đào là tốt hay xấu. Ngọn lửa đen như mực kia lại một lần nữa phụt lên tạo thành một đôi cánh sau lưng của Mã Tiểu Đào. Cả người cô tức thì lại bay lên trên không trung, nhanh nhẹn tránh đi nhát chém của thẩm phán truy kiếm.